chưa nó mới nhá. Dạ. Chưa cả tao mới đi chưa nó. Mà đi khó mà. Ăn mà xin anh đã. Cái cỏ rem đừng có báo cái cỏ rem tay đấy. Cứ anh là con rất là chưa thấy rồi. Ôi giời. Ôi giời. Giờ này mệt lắm còn chưa được đến mới gọi được nửa đường rồi. Nửa đường nữa cơ. Về đây nơi anh ơi. Thế thấy không? Đi bây giờ có 1/2 đường thôi. Ôi. Bảo nhà ở nhà cửa không thấy cứ thấy đi anh đi nó đòi theo đi. Em có đòi theo anh đi đâu. Còn nóng lên còn cãi. Anh Nhật chú ấy dưới này. Chưa, bây giờ mới tới nơi thôi. Ờ, ngồi trên đấy. Không được đi đâu nhá.
Ui, khó bóc thế nhỉ, mình không có bóc. Nó cứ tần nát ra thế này. Ê à, không thành vỏ mà nó nát bét này. Dây sơ sơ. Mình ăn thử xem ngon không. Ngon quá à. Ngon quá. Ngon. Ngon. Ngon nữa à. Quá. Trơn ngã mấy lần rồi. Yeah. May em không đi cùng nhỉ. Em đi... xong đi được, đi cùng xong đi được. Em đi cùng thì chắc là em bay đi xuống tận dưới phố ấy. Đi về thôi. Trơn ngã. Cảm ơn cái cột đi cuối. Ê. Cột thuốc. Đúng quá. Đúng quá. Đi nối nào đây anh? Đúng. Đúng. Em cẩn thận khi ngã nhá. Cẩn ngã nhá. Cẩn thận vào. Cẩn thận. Anh ơi, em không ngã rồi anh ơi. Ừ. Chuẩn quá. Chuẩn quá nhỉ. Ê, ngã rồi. Ê, ui, ngã rồi, đau đít quá. Ê, ui, đau đít thế nhờ, ngã một phát đau đít quá. Anh ơi, cứu em với, đau đít quá. Anh ơi, cứu em với, đau đít quá. Anh ơi, cứu em với, đau đít quá. Anh ơi. Cẩn thận ngã nhá. Em khơi nó để anh nhỉ. Để chơi. Đứng lên. Đau. Đau cái chọc cái. Đó mỏng bằng sẽ đi không có cây. Chỗ này có gai không anh? Đây em lấy cho anh cái bao trong quả táo đi. Bao vàng vàng này à anh? Bao vàng vàng. Con gì ấy? Con rắn ấy. Bao này á anh? Bao đấy. Em đi đường nào ra? Bỏ dép ra nội xuống thì mới ra được. Có bùn. Cái này mà cho em đi ủ em không đi được. Thank you.
bé có bắt không anh? Bắt con to to xong bé để cho nó lớn. Em thấy được 3 con này. Mò thì nè, mò xem được con nào thì được nhé. 3 con. Này, có ít lắm. Toàn con bé thôi anh ơi, không phải con to đâu. Ốc yên, chắc ốc yên chết hết rồi. Như này bao giờ mới được 1 cân vậy anh vậy? Con này không có đâu, nhặt chắc là nhặt nâu mới được 1 cân. Nhiều chưa? Em được mấy con đấy anh ạ? Không có đâu. Ok. Nhiều hết rồi. Đi về đi chơi đi bạn em ơi. Anh bắt được một bao ốc rồi cơ à? Ờ. Chúng mình đi về nhỉ? Ờ đi về đi chợ, ra chợ ngồi bán thôi. Thì chăm quá. Bắt được rồi nhưng à quá. À, cắn tao. Bắt được rồi nhưng bị cắn. Anh ơi, rắn cắn có đau không anh? Đau đấy. Rắn mút chất độc ra. Đây anh cầm đầu, em sợ thế không? Em sợ lắm. Không sợ đâu, sợ thử đi. Ui, ghê thế. Không sao đâu mà. Cầm đầu có cắn được đâu. Ghê quá, sợ quá.
cứ 10.000 năm cái. 10.000 năm đoạn. Rồi 10.000 năm đoạn, tính nhận đoạn nào đoạn. Cả ốc là bao nhiêu? Cả ốc là 10.000 một thứ. 15.000 một thứ. Đi vào trong nhà ngồi nào.